Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết hay game cùng tên kể về một ông da trắng săn lùng những con quái vật đen đen bẩn bẩn The Witcher Đây là Geralt xứ Rivia Sau khi hết vai siêu nhân thì chuyển nghề thành một Witcher tức là một con người được cường hóa bằng phép thuật để đương đầu với quái vật Sau khi đánh nhau với người yêu cũ của bạn trong đầm lầy thì Geralt đến một quán rượu để nghỉ chân hỏi xem thị trấn có trao thưởng khi anh tiêu diệt quái vật hay không Đáng tiếc thị trấn này không quan tâm đến chiến công của anh mà chỉ quan tâm đến việc anh là người đột biến nên đuổi anh đi đúng theo kịch bản Tưởng rằng chuyến này Geralt sẽ phải lủi thủi ra về thì anh được một cô gái tên free mở lời giúp đỡ gọi cho anh một vại bia làm quen không biết cô gái là ai cơ mà thấy mọi người im thin thít tin chắc là cô này cũng gấu sau khi uống xong bia rồi rời khỏi quán rượu Geralt được một bé gái tiếp cận báo với anh rằng trong thị trấn này có một lão pháp sư sẵn sàng trả tiền để mua xác quái về để làm thực phẩm chức năng đi theo bé gái Geralt tìm được một tòa tháp bên trong là một khu vườn phép thuật nơi lão pháp sư già nuôi gái lão tự giới thiệu mình là Striderbol gọi anh đến đây để offer anh một quả do góp cang net giết tên tướng cướp khét tiếng nhất vùng trùng hợp thay mục tiêu của lão lại là ran free cô gái vừa mới giúp anh trong quán rượu bán nẫy để thuyết phục gerald nhận job lão pháp sư già kể lại cho anh công trình nghiên cứu của mình về những người phụ nữ sinh ra trong nhật thực toàn phần được đồn đại sẽ trở thành tay sai của quỷ dữ nguồn trust me bro để câu chuyện có thêm phần thuyết phục thì lão già kể rằng sau khi khám nghiệm lão nhận ra trong những người phụ nữ đó đều có những đột biến kỳ lạ có chữa cũng không được nên thôi thủ tiêu cho lành ran free là một trong số đó cô là công chúa của vương quốc lân cận từ bé đã suýt suýt gang gang nên bị mẹ kế cho vào rừng thủ tiêu nhưng cô lại giết luôn cả sát thủ và lăn lộn đến khi trở thành tướng cướp như bây giờ renfrey nghĩ lão pháp sư và thành kiến của lão với phụ nữ sinh ra trong nhật thực chính là nguồn cơn của mọi bất hạnh xảy ra với cô nên quyết tâm tìm lão già để trả thù bình thường thì lão trả ngán nhưng cơ mà renfrey lại đột biến ra kháng phép nên lão cần một thợ săn quá như gerald giúp đỡ gerald bảo có beef thì on mic mà đấu rap rồi quay đít đi thẳng từ chối offer gerald vừa vào rừng thì gặp lại Renfri Người lại offer cho anh một job ngược lại Cùng cô đi trả thù lão pháp sư Tất nhiên là Geralt từ chối Anh không thích battle rap lẫn chọn phe Anh chỉ giết quái vật mà thôi Renfri đành kể lại cho anh câu chuyện từ phía cô Rằng tay sát thủ mà mẹ kế dùng để thủ tiêu cô Thực ra là người của lão pháp sư Tay kia đã cướp hết đồ đạc cưỡng hiếp cô rồi thả đi. Cuộc đời cô sau đó là một chuỗi bất hạnh và cô sẽ trả thù tên pháp sư. Câu chuyện của ai mới là thật. Chịu. Cơ mà anh chỉ là thợ săn quái vật, không phải là thợ săn người, nên anh vẫn từ chối. Renfrey chấp nhận lời từ chối của anh, cơ mà vẫn ở lại chơi qua đêm với Geralt trong rừng. Tiên tri rằng trong tương lai anh sẽ gặp một cô gái, người là định mệnh của đời anh, hoàn toàn không đáng báo động tí nào. Sáng hôm sau, Geralt tỉnh dậy một mình, biết được Renfrey đã sách kiếm đi tìm lão già trả thù, nên đuổi theo vào thị trấn. Đáng tiếc là xung đột đã nổ ra Renfri và đồng đảng đang định tàn sát người dân Để dụ lão pháp sư ra mặt Để giảm thiểu tối đa thương vong Geralt đành phải giao chiến với đám cướp Và cuối cùng là với Renfri Ban đầu thì anh vẫn còn nương tay Cơ mà sau khi thấy Renfri hết cứu Thì Geralt đành phải tung đòn kết liễu Đánh hơi được biến căng đã đến Lão pháp sư mới lò dò chạy xuống Hí hửng định mang xác Renfri đi khám nghiệm Thì bị Geralt phản đối Lão già lợi dụng sự kỳ thị chủng tộc của dân trong trấn Để khiến họ đổ hết tội lỗi vào anh Trời anh là thằng đồ tể Dù chính anh mới là người đã cứu cứu mạng cả làng vì không biết làm truyền thông nên Geralt lặng lẽ bỏ đi trong đầu văng vẳng lời Renfri nói về cô bé định mệnh đêm qua thì thì cô bé ấy ở đâu ra cô bé trong lời đồn chính là Kirila hay giờ gọi là Kiri đi cháu gái của hoàng hậu Kalan công chúa của vương quốc Sincha tin vui là giờ chúng ta đã biết cô bé này là ai tin buồn là vương quốc đang bị tấn công bởi một đội quân mạnh áp đảo của Nilfgaard Sincha nhanh chóng thất thủ nữ hoàng Kalan trọng thương dặn dò cháu gái phải đi tìm Geralt vì anh là định mệnh của con bé ngay khi Kiri vừa đi khỏi nữ hoàng cùng thân cận đều tự sát vì không muốn rơi vào tay địch người hầu đưa công chúa đi trốn thì bị một kỵ sĩ giáp đen truy đuổi tưởng như mọi hy vọng đã chấm dứt tại rõ là ông này cóc phải ghe và trông cũng không phải người tốt thì trong lúc vùng vẫy kiri đánh thức được năng lực tiềm ẩn hét to đòi gọi quản lý khiến tên kỵ sĩ choáng váng mặt đất nứt toác cô bé vội chớp thời cơ bỏ chạy ở tập tiếp theo chúng ta được giới thiệu với một nhân vật mới jennifer xứ vengerberg một cô gái vô cùng bất hạnh vì sinh ra với một cái xương sống vặn vẹo cô vừa bị dân làng kinh tởm vừa bị chính người

trong một lần bị bắt nạt, Jennifer vô tình đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của mình, tự dịch chuyển đến một pháo đài toàn xương với sầu. Tại nơi đây cô gặp một người đàn ông và rõ là anh ta vô cùng ấn tượng với tiềm năng của cô. Anh gửi Jennifer về nhà, không quên dặn rằng mai sẽ có người đến tìm cô sáng hôm sau như thường lệ. Jennifer lại được ăn đòn thay ăn sáng, thì bỗng một người phụ nữ đánh xe đến nhà cô hỏi mua Jennifer. Bố cô đưa ra giá bằng đúng con lợn con. Người phụ nữ lạ mặt thậm chí còn mặc cả thêm tí, trước khi mang Jennifer về pháo đài trên đảo, người phụ nữ mua cô gái bất Hạnh tên là Tisaya hiệu trưởng trường pháp thuật và ma thuật Aretuza bà chuyên đi thu nhặt những đứa trẻ tiềm năng để đào tạo chúng thành phù thủy xịn sò. Jennifer học hành có vẻ hơi chật vật, bù lại thì khả năng tà lừa của cô lại vô cùng xuất sắc. Chưa gì đã kết thân được với Estra, anh pháp sư mà cô đã gặp hôm nọ. Anh kể với cô rằng pháp thuật vốn bắt nguồn từ elf và cách con người đã tiêu diệt đàn áp elf. Còn Jennifer thì kể rằng bố ruột đã mất của cô là một bán elf nên có lẽ việc cô bị tật nguyền hay là tiềm năng phép thuật của cô là do cô là một elf góc từ. đáng tiếc cả Eastred và Jennifer đều không thể lường được tình bạn thuần khiết của họ lại là phương tiện để lão pháp sư Straker và Tisaya giò xét do thám nhau. Chuỗi ngày Harry Potter nhưng filter tối màu hơn của Jennifer vẫn cứ tiếp tục như thế đi học bị chê rốt đi học tiếp. Cơ mà Tisaya vẫn vừa đấm vừa xoa bảo cô phải cố gắng hơn. Cho đến một ngày Tisaya gọi cô dậy giữa đêm cho Jennifer xem bà biến những học viên không có tương lai thành lươn thả xuống hồ làm nhạc với ván led à, làm pin năng lượng cho học viện tạm triệt tay học viện ma pháp chúng ta trở về với Geralt người trong lúc uống rượu vô tình nhặt được một thằng hát rong tên là Jaskier làm bạn đồng hành không biết thằng cha này biết gì ngoài hát hò hay không cơ mà được cái lắm mồm nói hộ phần Geralt vốn ít nói nên phim bớt câm cũng trong quán rượu Geralt nhận được một quả gióp nghe khá nhàn đi bắt con gì trộm gạo của người nông dân và tất nhiên là ông hát rong kia dính đít để hóng biến họ tìm được thủ phạm của vụ trộm gạo đó là một con nhân dương cái gì ấy mẹ mày mẹ nhau với một con dê à đúng rồi dê thứ gerald đánh hạ được nó nhưng bị đồng bọn của con dê đánh úp gerald và jaskier bị trói xong nhét vào trong hang được diện kiến chủ nhân của con dê một ông vua người manchester à nhầm người eo cơ mà giờ xa cơ lỡ vận phải sống ẩn dật và nhờ nhân dương trộm đồ ăn về cho sau một hồi tranh cãi gerald sử dụng vốn từ vựng ít ỏi của mình để giảng hòa với vua elf chưa kể còn khơi dậy tinh thần chiến đấu của ông vua elf thả gerald và jaskier được thợ săn quái vật tặng số tiền của job ban nãy rồi đường ai nấy đi jaskier quyết định sẽ trở thành bạn thân của gerald đi theo và hát về gerald biến gerald trở thành một idol giới trẻ vì các bài hát thời đó cũng khá giống chạy app facebook bây giờ tạm biệt gerald và người bạn đồng hành mới chúng ta trở lại với kiri người vẫn đang một mình chạy giặc cô trốn vào trong rừng gặp một cậu bé da đen tốt bụng chia sẻ cho cô một ít ẩm thực châu á họ tìm được một trại tị nạn tưởng rằng kiri đã tìm được một bến đỗ mới nhưng chưa gì cô bé đã phải sớm rời đi vì bọn lính áo đen đã tìm đến nơi cậu bé lại một lần nữa cứu cô kéo người bạn mới vào rừng trốn tiếp giờ thì kiri mới biết cậu tên là dara và tai nhọn thế kia thì rõ là một elf trở lại với chuyện liên quan đến Geralt lần này anh nhận được một quả gióp cũng khá là khoai tiêu diệt một con quái vật đã giết một witcher trước đó cơ mà đang trên đường đi săn quái vật thì anh gặp phù thủy Trish Marigold, cố vấn của vua Fortes, vương quốc Temeria. Tris tiết lộ cho Geralt nghe rằng con quái vật chui ra từ hầm mộ của công chúa Ada, em gái của vua Fortes. Mà em gái vua thì có bầu trước khi chết nên rất có thể là công chúa Ada đã bị nguyền, khiến cho bào thai trong bụng biến thành một con quái vật gọi là con Striga. Tris muốn anh hóa giải lời nguyền, biến con Striga trở lại thành công chúa. Không thì hoàng gia tuyệt tự. Bằng những thủ pháp nghiệp vụ siêu đẳng, Geralt đã kích đều hai ông tướng còn lại trong lâu đài, phát hiện ra cái thai trong bụng công chúa Ada lại là là của vua Fautes aka anh ruột của công chúa vậy thì kẻ nào đã nguyền công chúa Ada kẻ thù ở ngay sau lưng nhà vua lão cận thần Ostrid lão cũng say mê công chúa và ma xui quỷ khiến phát hiện ra mối quan hệ loạn luân giữa công chúa và anh trai lão muốn vua Fautes trả giá cơ mà thế bất nào sau khi mua lời nguyền ngoài chợ lại nguyền dính công chúa để cứu lấy công chúa nhỏ người ngoài ăn thịt vô số người khi biến thành quái vật ra thì vô tội Geralt sẽ phải làm gì tất cả những gì anh cần làm bây giờ chỉ là lấy lão giả mất nết kia ra dụ công chúa quái vật ra rồi giao chiến với cô công chúa quái vật đến sáng điều nghe dễ vờ lờ nói dễ làm sau nhiều tiếng đồng hồ vật lộn Geralt cầm chân được con quái vật đến khi trời sáng hóa giải lời nguyền còn Striga biến lại thành công chúa nhưng cô vẫn còn quen lối sống kiểu thú vật nên lại cạp anh một phát bất tỉnh nhân sự may là chưa chết ở đầu bên kia lục địa thời gian thấm thoát thoi đưa Jennifer giờ đã tốt nghiệp Aretuza tất nhiên là bằng giỏi hẳn hoi vì bằng khá thì làm lươn hết rồi khi tốt nghiệp các phù thủy Aretuza được quyền phẫu thuật thẩm mỹ bằng ma thuật để có vẻ ngoài như ý muốn Jennifer thèm lắm nhưng mà Tisaya cản lại và cô cũng cũng xuôi, xuôi vì mình đã có e-stress yêu thương rồi Cơ mà ông bạn trai này tính ra cũng không giòn lắm Vì chính tại e-stress mà lão Stragger đã biết được cô là một phần tư elf Lấy nó làm cái cớ để đẩy cô đến Nilfgaard thay vì Eldon Nilfgaard lúc này là cục giác phương Nam Eldon thì là hòn ngọc xinh đẹp Lý do của ông ta là vì Sincha căm ghét elf Mà Sincha lại nằm cạnh Eldon Giờ cử Yen đến làm cố vấn Chả hóa ra kích động hai bên bem nhau Jennifer vẫn uất đá ông bồ Rồi đến gặp pháp sư thẩm mỹ Tút tát lại thành một mỹ nữ ngơi ngơi cô lại còn chơi liều phẫu thuật sống dù biết sẽ vô cùng đớn đau và mất đi khả năng sinh nở với giao diện mới cô bước vào buổi dạo hội aretuza nói trắng ra là buổi chào hàng phù thủy cố vấn cho các vị vua trẻ hớp hồn vị vua của vương quốc El đơn và thế là để không mất uy tín hội anh em sương máu pháp sư đành phải chiều theo ý của lão vua mê gái kia khiến cho jennifer lại được đến eo đơn đúng theo những gì mà cô Hằng mong muốn không biết liệu eo đơn và xin cha có bem nhau hay không chuyện về Jen và gerot có như giờ tạm ổn thế còn kiri thì sao cô vẫn đang đang đi cùng Dara Cơ mà không hiểu vì lý do gì đang lang thang với bạn Chỉ mình Kiri là nghe thấy một tiếng gọi kỳ lạ Và cứ thế đi theo nó như là người mất hồn Đến bên bìa khu rừng bị cấm Mặc cho Dara ra sức ngăn cản Và những kẻ trong rừng thì bắn tên ra đuổi khách trở lại với Geralt Anh gặp lại Jaskier Người vẫn đang hiêu vượn bằng phim của Geralt Jaskier tự dưng cao hứng Đãi Geralt một trầu tắm bồn Điều rõ ràng là xa xỉ ở bất cứ chỗ nào thời trung cổ Nhìn ai cũng nhọ nhọ bẩn bẩn thế nào đi Cơ mà đáng tiếc là quả tắm bồn này có động cơ không được trong sáng cho lắm Chả là ông hát rong này được mời đến hát ở lễ kén rể của hoàng hậu Ca Lan Cơ mà thằng chả dở hơi thế nào Đã tà lừa với vợ của một nửa số khách mời tại buổi tiệc Nên gọi Gerard đi theo để lấy uy Phòng trường hợp ai tới tính sổ Cơ mà có một điều hơi lạ là xin cha đáng nhẽ ra đã bốc cháy ngủn ngụt, ngụt Còn hoàng hậu Ca Lan thì tuẫn tiết rồi cơ mà Sao bà vẫn còn trẻ đẹp như vậy Hóa ra tất cả những gì diễn ra trước góc nhìn của Gerard và Jennifer Đều là những gì đã xảy ra trong quá khứ Có mỗi Kiri là đang ở hiện tại Nhưng mà phim thích tỏ vẻ bí ẩn Sao? Được không? nên là dẫn chuyện theo kiểu dòng ký ức như thế này cơ mà giờ về với buổi tiệc nghe rột gặp được mau sách người bạn già lâu lắm không gặp biết được buổi tiệc này là để chọn chồng cho con gái của ca lan người có vẻ là không ưng thằng nào ở đây cả hết ứng viên này rồi lại đến ứng viên khác nhìn ông nào cũng bần 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 cho đến khi một nhân vật giấu mặt mở cửa chạy vào đòi ứng cử thành rể hoàng hậu rõ là nhìn cái thằng bịt kín mặt như thế này thì không ai ưng ăn cơm mà công chúa paveta thì lại có mọi người cố lột mũ giáp của ca sĩ giấu mặt ra thì phát hiện hắn là một con nhím to Bằng người tự giới thiệu bản thân là Danny, nữ hoàng đòi ghe rột xuống tiêu diệt Danny nhưng anh gạt đi nói rằng đây chỉ là một người đàn ông chẳng qua bị trúng lời nguyền mà thôi để xóa bỏ hiểu nhầm anh hiệp sĩ kia mới giải thích rằng ngày còn bé anh đã cứu mạng đức vua quá cố và ở thế giới của the witcher ai cứu mạng người khác thì sẽ có quyền đòi báo đáp bằng thứ gọi là luật bất ngờ yêu cầu một phần thưởng mà cả người mang ơn lẫn người làm ơn đều không rõ anh hỏi vua thứ đầu tiên ông nhận được khi về lâu đài thế quái nào thứ đó lại chính là công chúa paveta nhìn trông có vẻ nữ hoàng cũng đã biết trước vụ này biết luôn cả vụ hai người này đã yêu nhau từ trước Mỗi Tội là bà không chịu để cho con gái mình cưới quái vật nên sai người tấn công Danny. Gerot đang ngồi rung đùi bỗng nhiên rút kiếm ra can, bắt nữ hoàng phải tôn trọng lời hứa cũng như là phong tục truyền thống. Cả phòng tiệc bỗng chốc biến thành một màn loạn đả cho đến khi nữ hoàng phải xuống đích thân mặt đối mặt với Danny, tưởng rằng bà đã xuôi, vì hết ông bạn già lẫn Gerot đều bắt bà phải làm đúng luật, nhưng nữ hoàng ca lan xuống là để tự tay xử Danny. Ngay khi bà định rút dao ra kết liễu anh hiệp sĩ khốn khổ, công chúa Paveta thấy người yêu gặp nguy hiểm, bộc phát sức mạnh ma thuật tiềm ẩn tí nữa thì cho cả làng đi ngủ với Jun Nếu như không có Geralt và mau sát can thiệp Nữ hoàng giờ mới nhận ra có cấm cản cũng chả được Nên đành chấp nhận chuyện con gái mình sẽ kết hôn Với con nhím to bằng người này Cơ mà ngay khi bà vừa chúc phúc cho hai người Thì Danny chợt dùng lắc dữ dội Anh biến trở lại thành người Có vẻ như lời chúc phúc từ một nữ hoàng đã hóa giải lời nguyền của anh Đôi trai gái ôm nhau vui sướng Thì Danny nhất nhất hỏi Geralt giờ muốn báo ơn cứu mạng như thế nào Geralt vui tính bảo cứ theo luật bất ngờ mà triển Danny hãy trả Geralt thứ anh có mà không biết là mình đang có đúng lúc đấy thì paveta lợm giọng chớ ra sàn báo hiệu rằng cô đang mang bầu mà không ai biết ui rồi ôi, ôi. gerruth biết mình lỡ mồm đòi sủi thì bị ông bạn thông não cơ mà dù có thông đến mức nào thì đang đâu tự dưng thành bố trẻ con dù có là bố nuôi thì cũng làm Geralt sợ vờ lờ nên anh đi thẳng về phía Jennifer. Cuộc sống của cô cũng đang bất ổn không kém vì sau 30 năm cố vấn cho vương quốc đơn giờ cô phải làm người trông trẻ, đưa nữ hoàng lên xe về quê ăn Tết. Chả biết nữ hoàng ăn ở ra làm sao, cơ mà bà này lại bị chính đức vua thuê sát thủ thủ tiêu. Với cái cớ là vì không biết đẻ con trai, Jen cố gắng hết sức để cứu hai mẹ con kia. Đáng tiếc là lực bất tòng tâm. Dù có sử dụng hết phép thuật chạy trốn đến cùng trời cuối đất, Jen cũng không thể cứu được cả mẹ lẫn con. Bà nữ hoàng hèn hèn dám đem con ra trao đổi với sát thủ thì rõ là cô không tin chỉ tiếc đứa bé đỏ hỏn chưa biết sự đời đã phải chết vì mưu toan của người lớn jennifer chôn em bé bên bờ cát và chôn luôn một cái gì đó trong cô xuống đấy điều khiến jennifer thay đổi một sự thay đổi cay đắng và đau đớn trở lại với hiện tại kiri và dala đã đi được vào khu rừng cấm được tiên rừng mời ở lại vì khu rừng cơ bản là an toàn nhưng chính cô bé cũng đang vô cùng bất an vì dù có được bà tiên trong rừng bao bọc cô vẫn bận lòng với những lời cuối của bà ngoại dù bà tộc trưởng tiên rừng có an ủi thế nào đi chăng nữa thậm chí ngay cả khi uống nước của khu rừng Thứ tương truyền là sẽ làm cho người ta quên hết sự đời Cũng không thể làm cô bé quên đi lời dặn của bà Hết cách Nữ hoàng phải tìm cây thần Xin lời chỉ dẫn Và tất nhiên là kể cả cây thần cũng chỉ cho Kiri Rằng cô bé phải tìm kiếm định mệnh của đời mình AKA tìm kiếm Geralt xứ Rivia Người cha nuôi được gắn kết với cô bằng sợi dây số phận Sau khi bàn bạc với các tiên rừng khác Nữ hoàng cho Kiri hai lựa chọn Một là ở lại đây quên hết sự đời Hai là xách ba lô lên và đi Và chính việc phải chọn lựa khiến cho Kiri bồn chồn. Cơ mà cả cô và nữ hoàng cũng không hề biết là có người sắp tới tìm Kiri cơ mà sắp thôi nên giờ thì chúng ta hãy trở lại với Geralt khoảng 7 năm sau bữa tiệc kén rể của mẹ Kiri Geralt mấy hôm nay mất ngủ nên đi đánh cá cho nó đỡ buồn tiện thể tìm thần đèn hay nói đúng hơn là Jin để ước được ngủ ngon cơ mà thực ra có cách dễ hơn là Jaskier nói ít thôi. được một lúc thì anh thợ săn kéo lên một cái lọ trên nút có dấu ấn của một phù thủy nên chắc chắn cái này mở ra là có ba điều ước Jaskier nhanh nhẩu mở nắp trước dự ước ngay hai điều tào lao làm ghê rột cáu mà nó bực thật sự cái thằng bạn ăn hàng ở không của mình nay lại còn sơi luôn 2 phần ba số điều ước của mình jasky cũng cáu chơi lớn ném vỡ cái vại xem gerald có châm trô gerald vừa cúi xuống nhặt mảnh vỡ vừa lầm bầm chửi jasky xong tự nhiên ông hát rong cổ phình to như con ếch nôn ra máu đoán là do jean gây ra gerald đưa bạn lên ngựa đi gặp bác sĩ nhưng bác sĩ này tốt nghiệp khoa y chứ không phải tốt nghiệp hóc nên là không biết giải nguyền người giúp được chỉ có pháp sư trong làng này mà thôi đó chính là jennifer vậy tại sao Jennifer lại ở đây. Sau sự vụ với hai mẹ con nữ hoàng, cô phù thủy bỏ đi biệt xứ, lang bạt khắp nơi, chữa yếu sinh lý lấy tiền trang trải cuộc sống, bị thị trưởng thị trấn ý kiến, bỏ bùa luôn. giờ Jennifer sống như chủ nhà trong biệt phủ thị trưởng. Theo lời chỉ dẫn của anh bác sĩ tài nhọn, Gerald dắt bạn xuống hầm, nơi Jennifer đang cho cả thị trấn nặn mụn lưng cho nhau. cơ mà vừa nhìn Jennifer đã thấy chàng trai này thật thú vị, nên là tắt nhạc. mọi người đừng nặn mụn nữa. Gerald đưa ra đề nghị cứu bạn và Jennifer đồng ý luôn. cái giá phải trả cho cuộc trao đổi này là trước tiên thì Gerald phải tắm chung với Jennifer một lần cái đã ngay khi vừa tắm xong Jennifer giữ đúng dao kèo làm khối u trên cổ của Jaskier sẹp xuống nhưng ý đồ thật sự của Jennifer là bắt Jaskier ước nốt điều cuối cùng để giải phóng con thần lọ hoàn toàn khi đó cô mới bắt nó làm tay sai được cô muốn dùng jean để khôi phục khả năng sinh nở cho chắc chắn cô còn bỏ bùa gerald ném anh vào ngục khiến gerald không thể can thiệp vào quá trình bắt thần bỏ lọ ai mà ngờ được thực ra jaskier chả có điều ước nào cả người có điều ước là gerald tức là việc jaskier suýt chết là do gerald giận quá lỡ mồm chửi bạn gerald lỡ rủa tên cai ngục nổ đầu và đầu hắn nổ thật thì anh mới phát hiện ra điều này và vì anh vẫn còn điều ước thứ ba nên giờ mà jennifer bắt thần bỏ lọ chắc chắn chắn cô sẽ đi bán muối, anh vượt cục chạy đến nhà thị trưởng thì con thần lọ đang vùng vẫy trong xác Jennifer, mặc trong bạn ngăn cản Geralt lao vào cứu cô phù thủy cho bằng được, anh ước luôn điều cuối cùng khiến cho con thần lọ được tự do, tha mạng cho Jennifer, cơ mà không quên thổi bay nóc nhà ông thị trưởng, sau đó họ nhau rất nhiều Jennifer hỏi điều ước cuối cùng của anh là gì cơ mà vừa hành sự xong thì Geralt đã bất tỉnh nhân sự nên coi như hết hỏi trở lại với khu rừng cấm trong hiện tại thì mau ông cố vấn của hoàng hậu Calan đã lò dò được vào trong rừng để đón Kiri đi về phần Kiri cô bé vẫn bận lòng vì di nguyện của bà ngoại nên sự trở lại của mau như là câu trả lời khiến cô bé chia tay tộc tiên rừng để đi tìm Geralt Dara vì lo cho bạn nên cũng từ bỏ cuộc sống yên bình để đi theo bảo vệ cho Kiri hai đứa trẻ không hề hay biết rằng đây không phải là mau thật mà chỉ là một sinh vật giết người đoạt xác được lão kỵ sĩ đen thuê đi bắt Kiri về một ngày đẹp rời nọ khi Geralt và Jaskier đang nhận nhiệm vụ săn quái cả hai được một ông già Bosch cùng hai cô vệ sĩ nhìn cháy đét tìm đến mời cả hai ông tướng đi ăn rồi ngỏ ý muốn anh nhập hội cùng đi nhận job săn rồng ban đầu thì Geralt định từ chối vì quái thì quái chứ rồng là sinh vật ở đẳng cấp khác cơ mà thấy trong đoàn săn rồng còn có cả Jennifer thì anh đồng ý luôn Jennifer giờ đã thu phục được một thằng bồ mới trẻ trai hơn chưa kể còn là hiệp sĩ này nọ mỗi tội thuộc dạng hữu dũng vô mưu chập tối có đoàn cắm trại bàn chuyện trên trời dưới biển bên đống lửa về rồng về thế giới về việc đội quân áo đen của new god nơi mà jennifer thoái thác mấy chục năm trước đang rục dịch xâm chiếm cả lục địa cả đám về ngủ với những suy nghĩ ngổn ngang thì sáng dậy phát hiện thằng hiệp sĩ của jen bị ám sát từ đêm hôm qua nhưng hành trình vẫn còn đó nên họ phải tiếp tục đi những người lùn trong đoàn ngỏ ý muốn mọi người đi đường tắt bám vào vách núi để vượt qua lũ thợ săn mấy thằng nhìn siêu gian đường đi men theo vách đá rõ ràng là không dành cho người yếu tim hay là người nặng bụng ông già boss dẫm phải một tấm ván mọt trượt chân xuống vách núi gerald định cứu ông nhưng tấm ván của anh cũng sắp gãy đến nơi ông cụ và hai vệ sĩ quyết định hy sinh thả tay tự rơi xuống vực cho gerald và các bạn tiếp tục cuộc hành trình mất đi một người bạn mới mà anh rất có cảm tình làm gerald hơi buồn nên tìm đến lều jennifer tâm sự đêm khuya sáng hôm sau jennifer tiết lộ ý định thật sự rằng cô đến đây để tìm tim rồng nghe đồn là có thể chữa vô sinh gerald suýt nữa lại tranh cãi với cô về vụ này liệu nó có đáng hay không nhưng nhận ra mấy ông người lùn đã lỉnh đi giết rồng trước Jennifer và Geralt đuổi theo Sử dụng ma thuật để chặn đám người lùn Mò vào được hang rồng Thì phát hiện ra một sự thật động trời Con rồng xanh trong cáo thị đã chết Chỉ còn một quả trứng rồng mới đẻ còn sót lại Được canh gác bởi hai vệ sĩ của ông già Bosch Ông già và hai vệ sĩ vẫn còn sống sờ sờ Bosch hiện nguyên hình là một con rồng vàng Loại rồng hiếm của hiếm Và quả trứng kia là hậu duệ cuối cùng của ông Ông nhờ cậy Jennifer và Geralt bảo vệ con rồng Trước bọn thợ săn nhà nghề Vừa nhắc đã thấy lù xuất hiện Một cuộc giao tranh khốc liệt nổ ra và rõ ràng là đám thợ săn thú ăn thế quái nào tìm một thợ săn quái vật một phù thủy hai nữ chiến binh và một con rồng cũ khi trận chiến đang ngã ngũ jaskier và đám người lùn mới tới nơi và để bịt mồm đám người lùn ông già bosch biến trở lại thành người tặng cho mấy thằng vài cái răng rồng coi như vật làm tin rằng họ đã giết rồng miễn là không ai hé răng ra chuyện về quả trứng mọi chuyện đã qua gerald jennifer bosch và jaskier ngồi trên đỉnh núi tâm sự ông già khuyên jennifer từ bỏ việc có con vì trên lục địa này thì tình trạng của cô hết cứu ông cũng khuyên gerald phải đi tìm đứa bé định mệnh vì nó sẽ là người gánh vác di sản của anh. Geralt tiết lộ bí mật về điều ước cuối cùng. Anh ước rằng định mệnh của anh và Jennifer sẽ gắn liền với nhau. Thế chẳng hóa ra tình cảm của Jennifer dành cho anh là do ma thuật gây ra hay sao? Jennifer nổi giận, bỏ đi một mình, làm Geralt vừa buồn vừa đau. Anh chút giận lên Jaskier và thế là bủ một cái. Trong một ngày Geralt bay luôn hai người bạn. Thôi thì ít ra anh vẫn còn con gái. Cơ mà con gái anh trong hiện tại lại đang đi cùng bạn theo thằng imposter. Nhưng thằng này khác ông mau sách thật ở một chỗ là không chịu được trẻ con. Thế hỏi nhiều thì cáu thế là lộ vai bị hai đứa trẻ con ép góc bằng cái chuôi dao bạc cơ mà một lần nữa tại kiri láo táo nên thằng kia đã lật được kèo đánh gục dara đá bắt kiri lại con quái vật mang kiri đến cho kỵ sĩ áo đen cơ mà ảo chưa con bé này là do con cướp xác hóa thành nó nhận ra kiri không phải là một bé gái bình thường nên giả vờ thế này để tra hỏi lão kỵ sĩ sao quân áo đen cứ cố bắt sống con bé làm gì nhưng không ngờ bị đánh đuổi chạy mất dép kiri thật đã bị trói vào gốc cây trong rừng và may quá là dara tìm được cô bé cơ mà cứu nốt lần này thôi cậu có cảm giác cứ dính theo đít kiri sẽ có ngày chết oan thế nên là thôi thì ai về đường người đó tạm biệt từ đây trở lại với gerald sau khi đuổi mất hai người bạn thân thiết anh lò dò về xin cha trước khi cuộc tấn công ở tập 1 bắt đầu để xin lại Kiri như dao kèo luật bất ngờ lần trước như lời ông boss già đã khuyên cơ mà đáng tiếc là hoàng hậu ca không chịu bà đã mất con gái và con rể sau một vụ đắm tàu giờ mà lấy nốt đứa cháu của bà đi thì ca còn lại ai bà đã thử lừa gerald bằng một đứa bé khác hay là nhờ chồng bắt giam anh trong lúc gerald đang bận ở trong ngục jennifer đã lang bạt khắp nơi gặp e -Stress, người yêu cũ ngày xưa cơ mà nói chuyện dăm ba câu đã thấy stress hết cứu anh đã hoàn toàn những cây cột đá ám mảnh. giờ chỉ biết đi vuốt trụ làm niềm vui đang chán đời thì cô được một pháp sư tên view tìm đến đưa yen trở lại aretuza đúng lúc một cuộc họp quan trọng của hội pháp sư diễn ra họ bàn luận về tình hình chiến sự về mối lo trước sự bành trướng của new god khi quân áo đen new god đang dục dịch tấn công xin và sau xin thì rất có thể là cả phương bắc hội pháp sư chia làm hai phe một bên là shagerbo người chê xin đó giờ bất kính với hội khuyên anh em khoanh tay đứng nhìn phe còn lại là tisaya và view muốn chặn đầu new để phòng trừ hậu họa đáng tiếc là phe đứng ngoài đông hơn nên ai muốn đánh thì phải tự đi tisaya vilgerford yen và tris đành rời đi cùng với pháp sư ủng hộ họ cơ mà giờ thì xin cha hết cứu như những gì xảy ra ở cuối tập 1 quân nivgot đã đánh bại đoàn tiên phong của Kalan, giết chết chồng bà khiến hoàng hậu phải ôm vết thương chí mạng về lâu đài nhìn thành xin bị nivgot công phá trong sự bất lực trong những giây phút cuối đời bà nhận ra chỉ có Geralt là giải pháp duy nhất nên mới dặn dò cô bé tìm anh bà cho mau sách tìm Geralt trong ngục nhưng anh đã trốn mất từ lúc nào thế là hai bố con lại lạc nhau và trong chính thời điểm này quá khứ của Geralt đã gắn liền với hiện tại của Kiri thế thì Kiri đang ở đâu sau khi chia tay với Dara cô bé đã tìm đến được một khu chợ được một người phụ nữ tốt bụng rủ về nhà ở cùng cơ mà không biết cô nghĩ thế nào lại cướp ngựa của bà rồi chạy mất cô chạy mãi Chạy mãi, ra đến nơi đồng không mông quạnh thì bắt gặp đám trẻ Hay chơi cùng mình hồi còn ở xin Trái với sự vui mừng của cô bé Đám kia trở mặt định bắt cô giao nộp cho New God Nhưng chính màn ẩu đả đó lại khiến cho Kiri đánh thức được năng lực Cho mấy thằng kia hết vai sớm sau khi vượt ngục Cũng như trốn khỏi vòng vây của quân áo đen ở xin cha Geralt lang thang tìm kiếm Kiri khắp nơi Anh đi qua khu trại bị quân New God tàn sát ở đầu mùa Thì gặp một ông già thương nhân Đang cố khâm liệm cho những nạn nhân xấu xố Đêm xuống, những xác chết la liệt thu hút bọn ngạ quỷ từ dưới đất chui lên tấn công ông thương nhân Geralt tìm cách cứu người đàn ông tốt bụng nhưng đáng tiếc là anh bị cắn một phát vào chân vết cắn có độc khiến cho Geralt gục xuống bất tỉnh trong lúc Geralt đang mê man gặp mẹ trong mơ chúng ta trở lại với jennifer người cùng tisaya và các pháp sư chủ chiến lên án ngữ tại pháo đài Southern hill chuẩn bị khí tài đạn dược ngăn không cho quân áo đen qua cầu vượt sông tấn công phía bắc họ không chỉ phải đối đầu với lính lác mà còn với đám pháp sư quân đội do frigila người bị jennifer cướp gióp trong quá khứ cầm đầu chỉ huy ba này sau khi bị đẩy sang New thì bắt đầu trở thành dân chơi cấm thuật, học đủ loại ma thuật đen phục vụ cho quân áo đen của vương quốc đen New God sau một đêm hầm hè nhau. Trận chiến bắt đầu, mỗi người một việc. Jennifer được giao nhiệm vụ đứng trên tháp canh, sử dụng ma thuật kiểm soát bản đồ. Những người còn lại đối đầu với đội quân áo đen dưới sự chỉ đạo của Jen. Vilgefort thì chủ động dịch chuyển đến giao chiến với chủ tướng áo đen. Thật trùng hợp chính là tay kỵ sĩ đuổi Kiri từ đầu phim đến giờ. Vilgefort rõ ràng là pháp sư nhưng lại đòi chơi kiếm, bị tên kỵ sĩ ao trình giờ đá văng xuống đồi. Isaya cố gắng thông não frigila nhưng bị pháp sư đen bỏ bùa mất khả năng chiến đấu ban đầu thì các pháp sư chiếm ưu thế vì khả năng sử dụng phép thuật nhưng đáng tiếc là quân nevgot quá đông và hung hãn nên đạn dược và lực lượng hao mòn dần frigila cho tay sai tạo một màn xương phủ kín khu rừng mang theo một hộp toàn run thả vào pháo đài những con run này điều khiển tâm trí của quân thủ thành phá hủy kho đạn dược thậm chí còn tẩy não được một phù thủy khiến cô tấn công jennifer trong lúc ngăn chặn quân áo đen tràn vào pháo đài Trish bị thương nặng jennifer nhìn lại các anh chị em phù thủy đang dần bị áp đảo không biết phải làm gì và những lúc bối rối như này cô chỉ có thể tìm đến tisaya người dù xa cách nhưng vẫn là người mẹ thứ hai của cô tisaya giờ cũng mới thoát khỏi được bùa lú lò dò đến chỗ jennifer tuyệt vọng cô dồn hết sức mạnh của mình biến ra một cơn bão lửa nuốt chửng khu rừng lẫn đoàn quân công thành khiến bọn áo đen buộc phải rút quân còn jennifer thì mất tích trở lại với người duy nhất còn tỉnh là kiri sáng hôm sau đêm bộc phát sức mạnh cô bé tỉnh dậy giữa một cánh đồng hoang với những người bạn cũ tung tóe trên những ngọn cây gần đó người phụ nữ ở chợ hôm qua lại tìm được cô bà không trách kiri vụ còn ngựa mà vẫn tốt bụng đưa cô bé về nhà và giờ thì rõ là kiri chẳng có nơi nào để mà đi nữa cô bé được cho ăn ở ngủ nghỉ nhưng vừa mới đặt lưng xuống đã mơ thấy Geralt đang gào tên jennifer kiri cảm tới bồn chồn bỏ nhà chạy vào rừng theo tiếng gọi trong đầu đúng lúc ông thương nhân về đến nhà và bất ngờ chưa ông thương nhân cứu Geralt và người phụ nữ cứu Kiri là vợ chồng định mệnh lại một lần nữa dẫn Geralt đến gặp Kiri cơm mà chờ đã Kiri vừa trốn vào rừng chạy đi Geralt con bé vừa mới ở kia thôi và như nghe được lời của khán giả Geralt vào rừng thật họ không cần nói gì cũng có thể nhận ra nhau Geralt và Kiri gặp nhau lần đầu và điều đầu tiên mà Kiri hỏi Geralt là Jennifer là cô nào thế chú và quan quại là tôi xin chào và hẹn gặp lại